Alo 1234. Alo 1234, test hình ảnh âm thanh. Rồi. 40. Dạ. Hết bài giờ nặng quá. Nặng quá anh. Chào tất cả mọi người đón xem buổi livestream từ VN Tennis trận đấu đôi nam trong khuôn khổ. Rồi. Giao hữu giữa đôi vận động viên Hoàng Tùng đứng cùng Mr. Hảo gặp đôi Phai Ua và anh Dũng của đội Rồng 76. Hiện tại đang là 2-2. Thôi. Hai đều đợi giao. Nghĩa là người cầm ra bóng là Phai Ua. Ủa, ra bóng rất hay. Vừa rồi có đường giao bóng ép trái vào phía của Hảo. Hảo là người cầm vượt tay trái. Đổi ra, tỷ số hiện tại đang là 2-3. Anh Hoàng Tùng cầm dao. Người đang xem cho hỏi hình ảnh âm thanh được rõ nét chưa nhỉ? Tràn lưới tốt của Phai Ua, 0-15. Rất hay và bắn lưới thẳng vào vị trí đứng lưới của Hảo, 0-30. Quê cảm ơn bố Nap đã comment. Pha bóng nhỏ thành công của Phai Ua. Giải đấu này Phai Ua thi đấu rất xuất sắc, liên tiếp ăn 3 điểm. Đổi ra 4-2. Giờ đấu thứ 7, anh Dũng của bên R76 là người cầm ra. Lỗi 1. Smart tốt của Hảo. Không phải đâu. Hello, Tấn Củi vừa oánh đã đi về kịp xem live stream và comment. Hết rồi. Một lần nữa thì xin chào tất cả mọi người từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn đến sân bóng đá đang đón xem trận đôi nam giữa Hoàng Tùng và Hảo gặp đôi Phai Ua và Dũng Rồng. Số hiện tại là 4-2. Pha trả ra bóng dọc dây thành công của Hoàng Tùng. 40, cơ hội đòi lại điểm break cho đôi Hoàng Tùng và Hảo. Thật, rất khủng hoảng. Game đổi ra. Số là 3-4. Thank you.
sau trận đấu này thì đấu tiếp theo là đôi Huỳnh VM và Đức Kiên sẽ vào sân để giao lưu cùng một trong hai đôi này. Người chạy ngang qua lưới là Đức Kiên. À lúc tay của phải ùa. Ba mươi bốn mươi vẫn còn một cơ hội giành điểm break cho đôi phải ùa. Công của Hoàng Tùng. Hoàng Tùng với biệt danh là cá sấu lên bờ. Tuy nhiên vừa rồi có pha ăn điểm trên lưới. 40 đều. Bốn đều. Hoàng Tùng dù vừa rồi phải ua biết là bóng khả năng vẫn còn nhưng không theo được bóng lốp tốt của Hoàng Tùng. Hay quá anh Dung ơi. Đều 15 đều. Lúc đó phải kể đến nó pha giao bóng ép trái vào góc T của phải ua. Dù giao điểm rất tốt. Bóng muốn con. Đi rồi. Rất tốt và bắt bài. Và lên đoa dọc dây ăn điểm winner của Hoàng Tùng 30-40. Bóng ngang một chút xíu thôi 40 đều. Thank you.
dưới ăn điểm của Hoàng Trung. Tổng hòa lần thứ hai. Đồ ăn đây ạ. Bóng vẫn còn. Lợi đều. Bóng vàng. Số hiện tại đang là 4 đều và là điểm bóng vàng. Sao anh Long đứng bên kia nhé. Em đứng đây để mình tổ mới này. Năm bốn. Rồi. Hên xui. Từ đầu có thứ 10 Hoàng Tùng người cầm giang số 54. Rất đáng tiếc bóng chạm đúng dây, tuy nhiên không leo sang được. Mười lăm giang. Xin giới thiệu với mọi người vào tối ngày mai tại cụm sân khu đô thị Ao Xào sẽ diễn ra giải đấu đôi nữ trong khuôn khổ series giải Byline trận đôi nữ ngày mai là nội dung đôi nữ 5.0. Bốn mươi 15, hai cơ hội giành điểm match point cho đôi Hoàng Tùng và Hảo HN. Trận đấu kết thúc, đôi Hoàng Tùng giành chiến thắng 6-4, đội ngược dòng thành công. Trước đó thì đôi Fireworks đã dẫn đến 4-2. Rồi, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại. Rồi, những trận đấu tiếp theo.